Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Đại Ấn Công, qua phần diễn đọc Chương Dực. Sự nể trọng đó còn được hiện rõ hơn khi quần hùng nhất mực cúi đầu trước câu quở trách của Tạ phu nhân. Với bao nhiêu người đây mà không ai nghĩ ra cách làm cho Tiểu Hoa Nhi mở miệng sao? Đúng là vô dụng mà. Nhột nhạt, Đại Pháp Đại Sư lên tiếng: "A Di Đà Phật, không phải là không có cách, nhưng Bần Tăng và mọi người không có dám ra tay, vì sợ rằng làm như vậy là quá ư tuyệt tình." Giọng quải trượng vào nền đá như muốn làm tăng thêm uy lực cho lời nói. Tạ phu nhân hỏi cọc lóc: "Cách nào?" Dương Thiên Hữu đoan đã nói: "Tạ bá mẫu đến khi sớm, chậm một chút nữa tiểu bối đã buộc tiểu tử phải cùng sưng rồi." Quay sang nhìn họ Dương, Tạ phu nhân lên tiếng nạt: "Tâm, họ Dương ngươi có tư cách gì nói xen vào?" Dương Thiên Hữu lưu lại và không biết phải giấu vào đâu gương mặt đang sượng sùng của gã. "Chưa chịu thôi." Tạ phu nhân mắng tiếp: "Hữu dũng vô mưu. Đối với một tiểu tử chỉ ưa nặng mà không ưa nhẹ, ngươi dùng cực hình là được ư?" Đào Hoa Nữ có phần thương hại cho họ Dương, nàng lên tiếng còn với ý là làm giảm bớt sự khẩn trương cho mọi người. Nàng lên tiếng hỏi: "Mẫu thân không được khỏe, sao không ở lại sơn môn để nghỉ ngơi? Mẫu thân lặn lội đường xa đến đây, làm gì cho cực thân chứ?" Đào Hoa Nữ hứng chịu cơn tam bành lục tặc của mẫu thân: "Phải rồi, ta đến để làm gì chứ? Người thân phận là trưởng môn của một phái, uổng công ta giáo huấn người. Người chỉ biết làm càn mà không biết suy nghĩ. Người dạy một thì người dẫn dắt người lại dạy đến mười. Tại sao ngươi lại phái theo chân tiểu tử đến một nơi xa xôi như thế này? Là ai xui ngươi đây?" Cọc cọc, do quá giận và không kèm được, quải trượng của Tạ phu nhân cứ gõ liên hồi trên nền đá. Thấy thế, Đào Hoa Nữ lấy làm lo lắng cho mẫu thân. Nàng định chạy đến an ủi mẫu thân thì bị ánh mắt nhìn ngăn lại của Thiểm Điện Trương Tùng chiếu vào. Nàng bèn nhìn lại nhị sư thúc với ánh mắt khẩn thiết vang lên. Trương Tùng không chịu được bèn lên tiếng: "Đại sư tổ đã trách quan cho trưởng môn rồi. Trưởng môn chỉ vì muốn truy tung tung tích của kẻ đang nắm giữ Bạch Cốt Chân Kinh nên không thể không lén bám theo tên tiểu tử. Đáng trách chăng là trách tiểu tử quá giả quyệt, xích nữa lại hại trưởng môn phải thân bại danh liệt. Đến lúc này Phong lão cái mới dám lên tiếng. Nói gì đến thân bại danh liệt, đến tính mạng của vị đại ca này suýt chút nữa cũng phải dứt đi vì tiểu tử đó." Nguýt ánh mắt giận dữ nhìn vào Phong lão cái, Tạ phu nhân nói lời cay đắng chua ngoa: "Có như vậy đại ca mới sáng mắt ra. Hết nhị ca tam muội phu của đại ca, rồi lại đến tiểu sư đệ, giọt máu duy nhất của ân sư. Điều gì tính cả tình của đại ca mà uổng mạng? Đại ca nói đi, đến bao giờ đại ca mới đáp lại được công lao giáo dưỡng của ân sư đây? Đến bao giờ đại ca mới làm cho bao nhiêu người uổng mạng vì đại ca được an tâm nhắm mắt đây?" Những quan hệ chồng chéo giữa Tạ phu nhân với Đào Hoa Nữ, Phong lão cái, Dương Thiên Hữu như thế nào thì Tống Kim Điêu không rõ. Chàng chỉ biết rằng vì hành vi của chàng nên tất cả mọi người đều phải cúi đầu làm thinh, cam chịu sự mạt sát của vị phu nhân họ Tạ lắm uy quyền này. Bản tính không hề khuất phục trước bất kỳ uy hiếp nào, bảo chàng rằng cứ lặng lặng theo dõi tình hình, chờ xem Tạ phu nhân có cách nào buộc được chàng mở miệng. Nhưng lòng ưu ái của Phong lão cái đang bị mọi người nghi ngờ, lẫn chịu sự mạt sát lầm lẫn của Tạ phu nhân, đã buộc cho chàng phải lên tiếng. "Mọi người bất tất phải nghi nan nữa. Tống mổ biết những gì, xin nói ra tất cả." Dương Thiên Hữu nhếch môi cười miệng lớp bớp:
Người chịu nói rồi ư? Ta tưởng người chỉ ưa nặng mà không ưa nhẹ chứ. Lời nói khẩy của Dương Thiên Hữu rõ ràng là đang chỉ vào Tạ Phu Nhân, khiến cho Tống Kim Điêu tùy khoái trá nhưng vẫn nói lời cho bẻ mặt họ Dương. Người nói không sai, nếu ta không vì sự quan khiên của Phong tiền bối, người cứ thử dùng cực hình tra tấn ta xem. Ta chịu nói là Phong tiền bối chứ không vì sự tra tấn của người đâu. Đỏ mặt tía tai, Dương Thiên Hữu vừa gầm lên rồi đưa tay chộp vào Tống Kim Điêu. Người... Tuy nhiên Tạ Phu Nhân không phải hạng yếu đuối như dáng vẻ bề ngoài đang lừa dối mọi người. Nhanh hơn Dương Thiên Hữu, thanh quải trượng trên tay của Tạ Phu Nhân đã thay thế cho Tống Kim Điêu hứng chịu cái chộp của gã. Hổ khẩu tê chồn, Dương Thiên Hữu lần thứ hai bẻ mặt khi nghe Tạ Phu Nhân bảo: ta đã nói rồi, ngươi không có đủ tư cách để xen vào. Nhìn gương mặt đang hể hả của Tống Kim Điêu, Tạ Phu Nhân quát mát bại: ta cũng sẽ không nhẹ tay với ngươi, không chịu nói hoặc là có nửa lời dối trá. Thái độ kẻ cả của Tạ Phu Nhân làm cho Tống Kim Điêu tức giận. Chàng quay mặt đi và quyết định không nói nữa, lo sợ cho chàng phải hứng chịu búa rìu sấm sét của mẫu thân. Đào Hoa Nữ nhìn chàng như muốn gian lên nhưng không dám nói. Chàng lập tức đảo ánh mắt nhìn sang nơi khác vì không muốn bị khuất phục bởi sự gian nài của một gia nhân tuyệt sắc. Và chàng lại chạm phải ánh mắt nhìn đầy ẩn ý của Phong Lão Cái. Lão đang nhìn chàng, nửa khâm phục sự ương bướng, nửa kinh nghi ngờ vực. Và nếu Tống Kim Điêu nghĩ rằng đó là ánh mắt quở trách của Phong Lão Cái thì cũng không sai, hoặc cho là gian nài khẩn thiết cũng không phải là không đúng. Cuối cùng mối hảo cảm dành cho Phong Lão Cái buộc chàng phải nói. Trước khi thuật lại mọi chuyện, Tống Kim Điêu còn cố nói một câu như muốn tỏ rõ thái độ của chàng trước lời dọ nạt của Tạ Phu Nhân. Phu Nhân đừng tưởng họ Tống này vì sợ lời dọ nạt của Phu Nhân. Tống mổ chỉ vì sự an nguy của Võ Lâm và vì cảm mến Phong tiền bối mà thôi. Chàng thuật lại mọi chuyện kể từ lúc Hoàng Lãnh Thông được chàng cứu sống ở dưới đáy của Lãnh Hồn Cốc. Càng nghe chàng thuật, mọi người càng kinh nghi. Rồ rét nhất là sự kinh nghi một cách kỳ quái của Phong Lão Cái và vị phu nhân họ Tạ. Chàng thuật xong, quần hùng nhao nhao lên tiếng hỏi: đường nào dẫn đến Lãnh Hồn Cốc? Có phải người không hề biết Hoàng Lão Tạc là người chiếm đoạt Bạch Cốt Chân Kinh không? Hay vì tranh nhau Bạch Cốt Chân Kinh, người đánh không lại lão nên bị lão hạ thủ đây? Chỗ ẩn nấp của lão bây giờ ở đâu? Này, hóa ra chiêu thức lợi hại của ngươi chính là tiểu thừa Kim Cang Đại Ấn Công do Kim Cang thượng nhân lưu lại à? Có chắc chắn vị đại sư chủ nhân chéo lụa đã nhắc đến ba chữ Đại Kim Sơn trước khi nhắm mắt lìa đời không? Chỉ có Đại Pháp đại sư là lên tiếng hỏi: A Di Đà Phật, không ngờ Lãnh Hồn Cốc có lối đi thông vào. Vị đại sư Phật môn của đệ tử đích thực là ai kìa? Và chỉ có Phong Lão Cái và Tạ Phu Nhân vì quan tâm đến sự bí ẩn nên cũng hỏi lên một câu khác với mọi người đương diện. Người nói người đã từng sinh sống ở Lãnh Hồn Cốc từ khi còn bé, có đúng như vậy không tiểu tử? Nếu câu hỏi này không có sự dự phần của Tạ Phu Nhân, có lẽ chàng đã nhân cơ hội này để giải thích luôn. Vì có Tạ Phu Nhân hỏi xen vào, Tống Kim Điêu giả ngờ như không nghe. Vì mọi người hầu như là nhao nhao hỏi cùng một lúc, chàng an nhiên bảo: những gì cần nói tại hạ đã nói cả rồi, không cần phải lặp lại. Câu cuối cùng của chàng muốn dành cho Tạ Phu Nhân, Tống Kim Điêu nói tiếp trước khi mọi người lại tranh nhau hỏi: nếu cần tại hạ sẽ đưa đường cho mọi người cùng đến Lãnh Hồn Cốc. Nghe thế ai mà lại không muốn thử một lần đi đến Lãnh Hồn Cốc? Phong Lão Cái tạm gác lại nghi vấn trùng trùng, vội đỡ chàng lên và bảo: để ta đưa người đi, rồi kẻ trước người sau, tất cả đều ròng rắn lũ lượt đi theo Phong Lão Cái. Nhưng lúc mọi người đang dồn mọi tâm trí vào điều bí ẩn là Lãnh Hồn Cốc sắp sửa được phơi bày, Phong Lão Cái lầm thầm nói nhỏ cho chàng: có thật từ bé người đã sinh sống ở dưới đáy vực không? Chàng dành cho lão một sự kinh ngạc. Đương nhiên là thật, nhưng lão trưởng chớ có nôn nóng, khi có dịp giảng bối sẽ nói cho lão trưởng nghe. Sao ngươi không nói ngay bây giờ? Giảng bối không thuận mắt lắm với Tạ Phu Nhân. Tại sao chứ?
tam muội của ta làm Phật ý ngươi ở điểm nào? Giám bối không rõ. À, có thể là vì sự nghiêm khắc quá đáng, thái độ kẻ cả một cách trịch thượng. Giám bối không biết chắc là tại sao, không thuận mắt là không thuận mắt, chỉ vậy thôi. Ngươi chưa từng giao tiếp với tam muội ta, ngươi biết cái gì là không thuận mắt mà ngươi phê phán chứ? Chàng cười nhẹ. Lão trưởng không rõ đấy thôi, giảng bối dễ có ấn tượng đối với bất kỳ ai mới lần đầu hội diện. Phong lão cái cũng nhõe miệng. Ngươi thật là khéo nói, ngươi làm cho ta nhớ đến tiểu sư đệ của ta. Hắn cũng lanh lợi, quyết đoán và mồm mép như ngươi. Dù là tỷ tỷ nhưng tam muội của ta vẫn bị tiểu sư đệ chán ghét. Chàng bật cười khá lớn. Vậy thì không phải chỉ một mình giảng bối có ý nghĩ như thế đối với tạ phu nhân. Tạ phu nhân vì tiếng cười của chàng phải quan tâm và vì nghe được tiếng mất, tiếng có. Tạ phu nhân dám dẫn hỏi. Người đang nói gì về ta vậy tiểu tử? Cùng với tiếng cười của Tống Kim Điêu, lại thêm câu hỏi của tạ phu nhân, mọi người bắt đầu đưa ánh mắt nhìn dò xét họ. Thấy thế, Tống Kim Điêu buộc miệng lên tiếng, tránh sự nghi hoặc của quần hùng đang dành cho Phong lão cái. Sắp đến nơi rồi, vượt qua vách đá này sẽ đến ngách đá dẫn vào lãnh hồn cốc. Vách đá tuy không mấy treo leo, nhưng ngách đá thì lại có rất nhiều. Và nào có ai dám nghĩ rằng một trong những ngách đá đó lại là lối dẫn vào lãnh hồn cốc. Trừ phi có ai đó từ ở bên trong chui ra và ghi nhận vách đá xuất nhập như Tống Kim Điêu đã từng, thì mới phân biệt ngách đá nào là ngách đá nào. Đưa tay chỉ vào một ngách đá, bên ngoài không hề có đặc điểm gì. Tống Kim Điêu lên tiếng bảo, lão họ Hoàng chắc chắn không còn lưu ngụ ở đây, nhưng mọi người cũng nên phòng bị, rất có thể có cạm bẫy. Nghe thấy mọi người thoáng chùn bước, vì Hoàng Lãnh Thông tuy không tinh thông lắm về cạm bẫy cơ quan, nhưng tứ cốc thì lại thành danh về mặt này. Ai dám nói chắc là Hoàng Lãnh Thông không tiếp thụ ít nhiều về những âm mưu cạm bẫy của tứ cốc, một khi tứ cốc đã từng đồng mưu với Nhất Bảo trong việc chiếm đoạt Bạch Cốt Chân Kinh. Phong lão trái cũng phần nào nghi ngại, thấy vậy tạ phu nhân đành phần đi trước. Tất cả đều vô dụng, tránh ra, lão thần đi trước mở đường cho. Đào Hoa Nữ hốt hoảng kêu lên, mẫu thần không nên mạo hiểm. Nhưng tạ phu nhân với bản tánh quyết liệt đã chui người vào vách đá. Phong lão cái cũng tỏ ra hoảng hốt không kém gì Đào Hoa Nữ. Ta muội chờ ta với. Cười thầm chàng bảo Phong lão cái, tam muội của lão trưởng không sao đâu, nếu có chuyện gì đã có giảng bối lo liệu. Lão trưởng mau đưa giảng bối theo chân tạ phụ nhân đi, vì lo lắng cho tam muội, vì tin tưởng vào lời trấn an của Tống Kim Điêu. Phong lão cái nhanh nhẹn đi vào ngách đá không rộng, vừa dài vừa ngoằn ngoèo khó đi. Kẻ đi sau chưa chắc gì nhìn thấy người đi trước độ hai trượng, do đó những ai ở phía sau nhất thời dồn đóng lại. Khi ở phía trước có tiếng kêu, bợp một tiếng, tam muội tán công vô hình độc, mọi người mau bế khí, có cạm bẫy là bẫy độc. Tạ phu nhân vì đi trước nên phải nhiễm độc là điều đương nhiên. Phong lão cái há miệng hô quán nên cũng trúng độc. Đào Hoa Nữ cố lách người về phía trước, cũng cảm thấy nặng đầu qua mắt. Tốt Kim Điêu tuy không khác gì bọn họ, nhưng chàng vốn đang cạn kiệt chân lực, nên có bị tán công cũng chẳng có sao. Chàng lách dội về phía trước, mau chóng đi đến lãnh hồn cốc. Chỉ là tán công, chứ không đến đổi, phải chết. Tạ phu nhân và Phong lão cái bèn vội vã đi theo chàng. Đào Hoa Nữ thấy vậy cũng gắng gượng bước đi. Mọi người ở phía sau do đã bế khí nên có phần ung dung tiến bước. Phập phập, phát hiện được một hòn đá nằm chắn lối. Tống Kim Điêu chỉ dám bước ngang qua chứ không dám động đến. Tạ phu nhân phần thì cầm theo quải trượng, lại phải bực bội về chuyện trúng độc vừa rồi nên đạp luôn vào hòn đá. Hai mũi ám khí do Hoàng Lãnh Thông bố trí đã bay lên cắm phập vào người của tạ phu nhân. Phong lão cái nhìn thấy nghiêng người đỡ được một còn lại thì cắm vào người tạ phu nhân. Nếu không có Phong lão cái cùng chung số phận, có lẽ Tống Kim Điêu đã mở miệng cười cợt và châm chọc. Bây giờ chàng đành phải nói trấn an. Chỉ là ám khí độc môn của âm độc cốc mà thôi. Vào đến lãnh hồn cốc, giảng bố sẽ tìm cách giải độc cho lão trưởng. Chàng không một lời đề cập đến tạ phu nhân, khiến cho Phong lão cái khó bề mở miệng. Quần hùng vì đi ở phía xa, ở đằng sau,
nên nào biết đến diễn biến này. Tất cả cùng ùa về phía trước khi nghe Tống Kim Điều hớn hở bảo: "Đến rồi, đây là lãnh hồn cốc, mọi người tha hồ xem." Đang khi mọi người mở to mắt để ngắm nghía quanh lãnh hồn cốc, nơi chưa từng có ai trong họ đặt chân vào hoặc có ý nghĩ là sẽ đến được, Tống Kim Điều đi vào một động khẩu là nơi chàng và lão Hoàng Lãnh Thông cùng lưu ngụ. Đào Hoa Nữ cũng dìu mẫu thân theo chân của Phong Lão Cái bước vào. Đúng lúc đó, ở bên ngoài động khẩu có người hô quán lên: "Mọi người lắng nghe xem." Như có tiếng không khí chuyển động, tiếng hô quán vừa dứt, đến Tống Kim Điều đang bị tán còng vô hình độc làm cho chân nguyên nội lực bị thất thoát, cũng nghe được tiếng rú rít trong không gian. Ù ù, chàng mơ hồ đoán được điều gì đang xảy ra, nên lào thào bảo với Phong Lão Cái cố ý cho Đào Hoa Nữ cùng nghe: "Lão trường cứ ở yên đây, đừng chạy ra ngoài, nguy hiểm lắm đó." Chàng vừa dứt lời, ở bên ngoài có tiếng huyên náo vang lên: "Có đá rơi xuống, cẩn trọng, kẻo bị đè bẹp." "Sao lạ vậy? Là ai gây ra chuyện này?" Bùng bùng bộp bộp bùng. Không có ai kêu thất thanh chứng tỏ mọi người đều bình an, vì kịp thời nhảy tránh, duy chỉ có Dương Thiên Hữu gào lên: "Là Hoàng lão tặc, là lão đang ở bên trên ném đá xuống định giết chúng ta đó." Phong Lão Cái và Tạ phu nhân cùng tỏ ra nôn nóng nói: "Hoàng Lãnh Thông, tiểu tử làm sao bây giờ? Ngươi nói ngươi có cách giải độc cho bọn ta, ngươi giải nhanh đi." Tống Kim Điều đưa mắt nhìn ra bên ngoài, đa số quần hùng vì không tìm được gì ở lãnh hồn cốc đều quay quả qua lối ngách đá để ly khai lãnh hồn cốc. Họ muốn truy đuổi Hoàng Lãnh Thông để thu hồi cho bằng được bạch cốt chân kinh. Đào Hoa Nữ chờ mãi vẫn không thấy Tống Kim Điêu có hành động gì chứng tỏ muốn giải độc tán công và ám khí độc môn của âm độc cốc. Nàng tỏ ra nôn nóng không kém mẫu thân của nàng: "Tống Kim Điêu, người giải độc được không hả? Nếu được thì thực hiện nhanh đi." Chàng quay lại vừa lục tìm ở trong đống phế vật mà mấy năm trước chàng đã thu nhặt được từ thi thể của những cái xác xấu số. Đào Hoa Nữ lên tiếng nói: "Cô nương cần gì phải khẩn trương, theo tại hạ đó thì là lời cảnh báo của lão họ Hoàng mà thôi. Chờ khi cô nương giải độc xong, lão cao bay xa chạy rồi." Lúc đó Thiểm Điện Kiếm Trương Tùng dục lao vào như một cơn lốc: "Chưởng môn, mọi người đã phát hiện tung tích của Hoàng lão tặc." "Theo chưởng môn, đệ tử phải làm gì?" "Chờ chưởng môn và lệnh đường bình phục hay hợp với mọi người truy lùng tặc nhân." Việc đàn cấp bách, càng thêm cấp bách. Đào Hoa Nữ nhìn sang Tống Kim Điêu bằng ánh mắt nửa giận nửa khẩn thiết vàng này. Tạ phu nhân tính khí quật cường lên tiếng bảo: "Đi thôi Ngọc Nhi, chúng ta không cần chờ tiểu tử giải độc nữa, chỉ cần thu hồi và quỷ đi bạch cốt chân kinh, chúng ta dù chết cũng mãn nguyện." Nghe thấy, Phong Lão Cái liền nhấp nhóm không yên. Lão nửa hỏi nửa hối thúc Tống Kim Điêu: "Thế nào tiểu tử, ngươi có tìm được cái mà ngươi cần tìm chưa?" Lão nghĩ chàng đang tìm giải dược nên mới hỏi như thế. Thật ra chàng đã tìm được rồi, và đó chỉ là các loại dược thảo trước kia vì chàng say mê với y kinh đã cố tình thu thập. Chàng vì quán ghét Tạ phu nhân nên cố tình duyên trì. Nay vì phản ứng của Đào Hoa Nữ và sự thúc hối của Phong Lão Cái, chàng đành lôi ra rồi bảo: "Đây rồi." Đào Hoa Nữ đang chậm rãi dìu mẫu thân bước đi, nghe thấy, nàng hớn hở quay lại. Tuy có phần thất vọng vì trong tay của Tống Kim Điêu chỉ là những loại hoa cỏ đã khô vàng, nhưng nàng vẫn lên tiếng hỏi: "Đã có giải dược rồi sao?" Tống Kim Điêu gật đầu: "Có rồi, vì không có đủ thời gian, cô nương cứ cầm lấy một ít dược thảo này, vừa đi vừa nhai, không bao lâu độc chất trong người sẽ được hóa giải." Bán tính bán nghi, Đào Hoa Nữ còn chưa biết là có nên bước đến nhận và làm theo lời chàng hay không, thì Trương Tùng đã nhanh nhẩu bước đến nhận. Trương Tùng mới mở miệng nói được có một chữ, liền bị câu nói của Tạ phu nhân ngăn lại: "Nhị thúc, chúng ta càng lẫn lựa Hoàng Lãnh Thông càng lộng, lỡ mất dịp này chúng ta muốn tìm lại được lão khó khăn thập phần, đi nào." Ý của Tạ phu nhân đã quyết, nhất định không nhận sự thi ân của chàng. Tống Kim Điêu đưa ánh mắt nhìn theo ba người bọn họ đi, mà chỉ áy náy lo lắng cho Đào Hoa Nữ mà thôi. Phong Lão Cái cũng vậy, mến Tống Kim Điêu cũng có, và lo lắng cho Tam Muội lẫn Đào Hoa Nữ Điệt Nhi cũng có.
lão đưa tay chộp lấy. Nắm dược thảo khô trên tay của chàng, vừa bỏ vào nhúm vào mồm và nhai lấy nhai để. Phong lão cái vừa giữ số còn lại và nhanh chân đuổi theo ba người phía trước. Đi được năm bảy bước, lão chợt nhớ đến chàng, quay lại lão cố nuốt vào bụng số dược thảo đang nhai rồi căn dặn chàng. Tiểu tử, có một nhân vật theo ta nghĩ là ngươi nên một lần gặp mặt. Sau khi bình phục rồi, ngươi cứ đến Đại Lương Sơn mà tìm nhân vật đó. Chàng cười nghi hoặc, là nhân vật nào lão trưởng? Tại sao giảng bối nhất thiết phải gặp người đó vậy? Lão thoáng bồn chồn vì lo sợ không đuổi kịp Tạ phu nhân. Lão vừa nói vừa bước đi. Đó là một phụ nhân tâm trí có hơi thất thường một chút. Phụ nhân đó họ Từ. Còn tại sao ngươi phải gặp, khi ngươi đến đó ắt sẽ hiểu. Chỉ trong thoáng chốc, Lãnh Hồn Cốc chỉ còn lại một mình Tống Kim Điêu. Thời gian như quay lại, Tống Kim Điêu rốt cuộc cũng một thân một mình, như không hề có Hoàng Lãnh Thông xuất hiện, khuấy đảo cuộc sống thanh tịnh của chàng, và cũng không hề có chuyện chàng buông tẩu giang hồ, gây nên nhiều sóng gió. Ngẩn mặt trong trời chiều sắp sửa buông xuống, Tống Kim Điêu cảm thấy băn khoăn như vừa thiếu vắng một điều gì. Chàng lẩm nhẩm tự hỏi, không lẽ kiếp sống giang hồ chỉ mới đó đã làm cho ta lưu luyến? Ta nên lưu lại đây như trước kia, hay nên hòa nhập với mọi người, đắm mình trong những danh lợi trần tục? Hỏi nhưng không đáp được. Tống Kim Điêu hoàn toàn thẫn thờ, trong lúc nhặt dược thảo để tự giải độc cho mình. Tống Kim Điêu càng lúc càng nôn nóng lạ. Trên đường ly khai khỏi Lãnh Hồn Cốc, chàng vì có hảo cảm với Phong lão cái nên quyết định đáp lại yêu cầu của lão, đến Đại Lương Sơn tìm một phu nhân họ Từ. Tống Kim Điêu đã nhìn thấy một thi thể nát bét không sao trông được nhân dạng. Phải dựa vào y phục và dựa vào trí nhớ, chàng mới nhận ra đó là vị trưởng môn họ Lưu của phái Hoa Sơn. Thần danh của họ Lưu là Sung Thiên Nhất Kiếm, nhất môn chi chủ của một trong thất đại môn phái. Giết được lão phải là một nhân vật có võ công vô tiền khoáng hậu. Điểm qua những nhân vật chàng đã biết, ngoài hai vị trưởng môn nhân của đại phái Thiếu Lâm và Võ Đan, Tống Kim Điêu thật sự không nghĩ ra nhân vật thứ ba nào có thể hạ thủ được Sung Thiên Nhất Kiếm Lưu trưởng môn. Nhưng do cái chết của họ Lưu quá là thảm khốc, ngũ tạng phơi bày, đầu nát bét, tứ chi gãy vụn, Tống Kim Điêu không tin đó là hành vi của Đại Pháp Đại Sư hoặc Bạch Vân Đạo Trưởng. Nghĩ đến Hoàng Lãnh Thông đang bị quần hùng truy đuổi, Tống Kim Điêu thầm bác bỏ. Lão dù có là bảo chủ Hắc Ưng Bảo vẫn không có bản lĩnh giết được Lưu Chưởng Môn. Còn nếu cho là lão đã luyện được Bạch Cốt Chân Kinh trong thời gian ngắn ngủi thì quả là phi lý. Vì nếu đã luyện được, lão đâu cần lén lén lút lút khi thấy quần hùng đổ xô đi tìm lão. Không phải Đại Pháp Đại Sư Bạch Vân Đạo Trưởng cũng không thể nào là Hoàng Lãnh Thông đã hạ thủ Lưu Chưởng Môn. Tống Kim Điêu thật sự bối rối trong việc xác định hung thủ. Vì cảm nhận được mối bất an ở trong lòng, Tống Kim Điêu càng thêm nôn nóng. Chàng vừa vận dụng khinh thân pháp lao đi, vừa đưa mắt dõi tìm khắp nơi. Chàng muốn đi tìm bọn người của Nga Mi Phái và Phong Lão Cái. Lưu Chưởng Môn còn đủ đầy chân lực và võ học, mà còn phải thảm tử, nói gì đến bọn Phong Lão Cái chưa chắc đã kịp giải độc và khôi phục võ công. Đang di chuyển, mục quan của chàng do chạm phải một dấu tích lạ nên liền dừng lại, tiến đến cội đại thụ ở ven đường. Tống Kim Điêu không thể không sửng sốt trước điều mà chàng đang nhìn thấy. Ở một bên thân cây có một mảng vỏ bên ngoài khá to đã bị lột ra. Trên phần thịt của cây bị phơi bày, mang màu đỏ xám, năm lỗ thủng sâu quắm đang lộ rõ. Nếu ở phía dưới năm lỗ sâu quắm này không có năm vệt dài kèm theo, Tống Kim Điêu không thể nào nhận ra dấu vết đó là do năm ngón tay theo hình ngũ trảo tạo thành. Ai đã từng luyện qua Ưng Trảo Công, Tống Kim Điêu dễ dàng so sánh dấu tích này với công phu Ưng Trảo. Có một điểm dị biệt buộc Tống Kim Điêu phải tin rằng công phu lưu lại dấu tay này không phải là Ưng Trảo Công. Vì Ưng Trảo Công khi chợp vào chỉ quấu chặt lại rồi thôi, không thể nào giữ nguyên chiêu trảo để kéo dài xuống tạo thành những vết dài. Và dù là chàng
hay do chính ưng trảo phi thiên Hoàng Lãnh Thông thi triển, chiêu trảo kéo dài không thể nào thực hiện được. Nhìn dấu vết lưu lại trên thân cây một lúc sau, Tống Kim Điêu nhớ đến cung cách chết của Sung Thiên Nhất Yếm Lưu Chưởng Môn. Ngũ tạng phơi bày, não bộ vỡ nát và tứ chi rời gãy, rất có thể là do chiêu trảo tàn khốc này gây ra. Nhân vật nào có được chiêu trảo ác độc này? Không nghĩ ra, Tống Kim Điêu định quay người bỏ đi. Bất chợt một cảnh tượng khác đập vào mục quang khiến cho chàng phải dừng lại một lần nữa. Cách chỗ chàng đứng không xa, một vài bụi cây dại ven đường còn nghiêng ngả như có người xéo vào. Lao đến đó, chàng nhìn thấy một vài dấu huyết tích. Những dấu huyết tích này tuy đã khô nhưng vẫn là dấu hiệu cho Tống Kim Điêu nghĩ đến những trận giao đấu đẫm máu. Bước theo dấu huyết tích cứ dương dãi không thôi, Tống Kim Điêu mường tượng đến chỉ ít là một thi thể nữa giống như thi thể của Lưu Chưởng Môn. Tuy nhiên lúc chàng tìm được địa điểm tận cùng của dấu huyết tích, chàng không những chỉ trông thấy một mà lại đến bốn người. Vừa lao đến, Tống Kim Điêu vừa kêu ầm lên: "Phong tiền bối!" Lấp ló sau một động khẩu, bốn thân thủ bất động mà chàng tưởng là bốn thi thể bất ngờ động đậy. Họ cùng ngồi bật dậy trong tư thế phòng bị. Phong lão cái đưa song thủ ra sẵn sàng dung chưởng phát kình. Đào Hoa nữ tra Tiểu Ngọc cũng có hành động tương tự. Tạ phu nhân thì chợp lấy quải trượng nâng lên trước mặt. Thiểm điện kiếm Trương Tùng thì chống kiếm về phía trước. Hành động của họ như sẵn sàng liều chết, chống đỡ đến cùng trước mọi đại địch. Thoáng mừng vì mọi người vẫn chưa đến nỗi nào, Tống Kim Điêu tuy đang dừng lại ở bên ngoài nhưng vẫn lớn tiếng nói vọng vào trong: "Là lão tiền bối đây, lão trượng đã gặp phải chuyện gì?" Tống Kim Điêu vẫn né tránh không muốn đối thoại với người mà ngay lần đầu gặp mặt đã gây ác cảm cho chàng là Tạ phu nhân. Thế nhưng chính Tạ phu nhân là người lên tiếng trước: "Người đến đây làm gì, tiểu tử?" "Đuổi tận giết tuyệt, ngươi đang hành sự theo lệnh dưỡng phụ của ngươi là Hoàng Lãnh Thông ư?" "Hoàng Lãnh Thông dưỡng phụ?" Năm tiếng này làm cho Tống Kim Điêu phải ngột ngạt khó xử. Chàng bèn hướng về phía Phong lão cái để hỏi lão: "Chuyện gì xảy ra lão trưởng? Không lẽ chính lão họ Hoàng đã gây ra những việc này?" Phong lão cái sau một lúc ngần ngừ rồi mới nói: "Bọn ta bị như thế này là do Bạch Cốt Âm Công Trảo, một công phu trong Bạch Cốt Chân Kinh. Theo ngươi, ngoài Hoàng Lãnh Thông ra còn ai có được công phu này?" Chàng câu mày nhăn mặt: "Bạch Cốt Âm Công Trảo ư? Lão trường nhận định chắc đây là do lão Hoàng ra tay ư?" Đưa mắt dõi nhìn phản ứng của Tạ phu nhân, Phong lão cái đáp: "Kẻ ra tay tuy che kính chân diện nhưng theo nhận định của bọn ta thì có 7-8 phần cho thấy kẻ đó phải là Hoàng Lãnh Thông." Tạ phu nhân gắt lên: "Là đủ 10 phần chứ không phải 7-8 đâu. Giả lại còn ai biết rõ hơn tiểu tử, đại ca phí lời để làm gì?" Không buồn quan tâm đến lời buộc tội hoàn toàn là võ đoán của Tạ phu nhân, Tống Kim Điêu vẫn ung dung đứng bên ngoài đối đáp với Phong lão cái: "Lão trưởng nói kẻ đó che kính chân diện." Phong lão cái gật đầu minh định: "Đúng vậy, ta đang lấy làm lạ về chuyện này. Hoàng Lãnh Thông đâu cần gì phải che giấu chân diện." Tạ phu nhân vẫn nói sàng vào: "Đại ca lúc nào cũng vậy, nhẹ dạ cả tình, không bao giờ thay đổi." Hai phen bị Tạ phu nhân nói sàng vào làm cho mạch suy nghĩ bị gián đoạn, Tống Kim Điêu càng tăng thêm tự ác cảm với Tạ phu nhân. Chàng lập tâm nghĩ cách đối phó, chàng thản nhiên hỏi Phong lão cái: "Che kính chân diện và sử dụng Bạch Cốt Âm Công Trảo, ở thân cây đằng kia có lưu lại một dấu trảo, có phải là do nhân vật này gây ra không lão trưởng?" Lão lại gật đầu: "Chính là y." Tạ phu nhân vẫn há miệng nói: "Ngươi đừng có giờ dính nữa, không phải." Mặc cho mụ nói, Tống Kim Điêu cứ hỏi: "Theo lão trưởng, cứ như bản lãnh trước đây của lão họ Hoàng, lão có là đối thủ ngang tài với lão trưởng không?" Phong lão cái cười gượng: "Hoàng Lãnh Thông tuy là bảo chủ của Hắc Ưng Bảo nhưng muốn là đối thủ của ta hắn chưa có xứng đâu." Chàng dương mắt nhìn lão: "Lúc nhân vật này xuất hiện, lão trưởng đã phục hồi võ công sau khi giải độc chưa?" Lão đưa mắt nhìn qua Tạ phu nhân: "Đã 3 ngày trôi qua, đương nhiên ta đã bình phục, chỉ có họ vì không muốn dùng dược thảo của ngươi cho nên..." Bị Tống Kim Điêu ngắt lời lúc này,
Tạ phu nhân giận càng thêm giận, mụ hậm hực úp lời Phong lão cái: ai mà thèm. Như định ý của bản thân, chàng nhất định không lý gì đến lời lẽ của tạ phu nhân. Chàng không đợi mụ dứt lời đã lên tiếng: có nghĩa là lão Trường được Thiểm Điện Kiếm Trương Tiền Bối giúp sức vẫn không đối phó nổi với nhân vật này. Phong lão cái hiểu được sự trừng phạt chàng đang dành cho tạ phu nhân, lão nhịn cười và đáp lời chàng rằng: quả thật bọn ta không đương cự nổi, chàng đâm chiêu ra mặt, vậy thì không phải rồi. Cái gì không phải? Không phải do lão họ Hoàng ra tay như lão Trưởng nghĩ đâu. Sao người biết không phải là Hoàng Lãnh Thông? Chàng bảo: giảng bối sau khi xem xét dấu trảo lưu lại trên thân cây đã biết rằng lão họ Hoàng không thể nào có được bản lãnh này. Hoàng Lãnh Thông đã từng luyện qua Bạch Cốt Chân Kinh, có lý nào vì nôn nóng Tống Kim Điêu quên cả giữ lễ? Chàng nói chặn lại: lão họ Hoàng nếu có luyện thì cùng lắm là luyện được một hai thành, lão không dễ gì có được sự thành tựu mau như vậy. Người lại cố tình bên che lão. Đến lượt Hoàng lão cái gì muốn truy tội Tống Kim Điêu cho ngọn ngành, cho nên bất chấp tạ phu nhân đang có lời giận dữ với chàng, lão thản nhiên ngắt ngang: dựa vào đâu ngươi nói Hoàng Lãnh Thông chỉ luyện cùng lắm là một hai thành trong Bạch Cốt Chân Kinh, hết bị Tống Kim Điêu rạc ra bên lề, rồi lại đến Phong lão cái xem nhẹ? Tạ phu nhân nộ khí xung thiền đến phải thét lên: tước chết đi được, Ngọc Nhi mau đưa ta đi, ta không muốn ở chung với những cái hạng người càn rỡ này. Trong khi Đào Hoa Nữ lập cập nâng mẫu thân đứng lên, có sự tiếp tay của Trương Tùng, Tống Kim Điêu vẫn tiếp tục đối thoại với Phong lão cái. Chàng giải thích: có hai nguyên nhân. Thứ nhất, tư chất của Hoàng Lãnh Thông không đủ để luyện Bạch Cốt Chân Kinh trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Nguyên nhân thứ hai là gì? Đó là giảng bối đã từng giao đấu với lão họ Hoàng, như lão Trượng đã biết, đến Trấn Thân Đại Pháp Nhãn ở trong Bạch Cốt Chân Kinh lão còn chưa luyện đến nơi đến chốn, nói gì đến Bạch Cốt Âm Trảo Công. Phong lão cái tuy đang lo ngại về việc Đào Hoa Nữ và Trương Tùng đang đưa tạ phu nhân đi, nhưng vì những nguyên nhân như Tống Kim Điêu vừa đề cập, lão phải kinh ngạc hỏi lại: người đã từng giao đấu với hắn ta sao? Nhưng còn Trấn Thần Đại Pháp Nhãn ta chưa hề nghe ngươi đề cập đến, chuyện như thế nào? Chàng vắn tắt thuật lại cho Phong lão cái nghe về đôi mục quan kỳ lạ của lão họ Hoàng đã từng nhìn chàng. Tiếp đó chàng nói: thoạt đầu giảng bối nghĩ lão không khống chế được giảng bối là do giảng bối có nội công thâm hậu, nhưng sau này nhớ lại giảng bối mới biết là đã nghĩ sai. Sai như thế nào? Không riêng gì Phong lão cái quan tâm, đến như tạ phu nhân đang sắp sửa bước ra ngoài động cũng phải dừng lại để nghe lời giải thích của chàng. Chàng tuy nhìn thấy phản ứng của tạ phu nhân nhưng vẫn hướng về Phong lão cái để tiếp tục giải thích. Khi đó do công lực chưa khôi phục trọn vẹn, giảng bối khi giao đấu vẫn không sao chịu nổi một chiêu của lão. Giảng bối làm sao có nội công thâm hậu để thoát được Trấn Thần Đại Pháp Nhãn của lão? Điều này minh chứng rằng lão chưa thể nào luyện Bạch Cốt Chân Kinh đến hai thành. Phong lão cái lúc này hoang mang nói: nếu vậy kẻ nào đã che kính chân diện và đã hạ thủ với bọn ta? Vừa hỏi xong, Phong lão cái há hốc mồm kêu lên đến lạc cả giọng: là hắn! Tiểu tử hãy cẩn trọng ở phía sau! Chàng quay lại thật nhanh. Đối diện với Tống Kim Điêu lúc này là một nhân vật hoàn toàn che kính chân diện, và sau lưng của chàng, bên cạnh chàng đều là những tiếng kêu thất thanh. Hắn là kẻ đã dùng Bạch Cốt Âm Công Trảo. Hoàng Lãnh Thông, ngươi lại đến nữa ư? Tiểu tử, ngươi có nhìn được y là ai không? Đó là những tiếng kêu của Đào Hoa Nữ, tạ phu nhân và Phong lão cái. Sau cùng là âm thanh khàn khàn của nhân vật bất ngờ xuất hiện: Hoàng Lãnh Thông là ai? Thoạt nghe thanh âm khàn khàn này, Tống Kim Điêu cảm nhận được sự bất loạn tâm trí. Chàng nghĩ: âm thanh này thật là ma quái, như muốn nhiếp hồn thu phách của người nghe vậy. Chàng thảng thốt kêu lên: tôn giá là ai? Tại sao mạo nhận là Hoàng Lãnh Thông? Nhân vật đó bật cười và âm điệu giọng cười của y càng tỏa ra lợi hại hơn cả giọng nói khàn khàn, làm cho Tống Kim Điêu thêm rúng động. Bản nhân là bản nhân, bản nhân làm gì biết Hoàng Lãnh Thông mà mạo nhận hứ? Từ phía sau, Phong cái hốt hoảng gọi lớn: Tống Kim Điêu, ngươi nhìn lại xem hắn có phải là Hoàng Lãnh Thông không?
Chàng nghe được, kịp trấn định tinh thần, chàng hỏi đối phương: Tôn giá nếu không phải là Hoàng Lãnh Thông, tại sao lại tinh thông võ học của Bạch Cốt Chân Kinh chứ? Nhân vật nọ lại cười. Nói như người, không lẽ tên Hoàng Lãnh Thông nào đó đã lấy được Bạch Cốt Chân Kinh sao? Để kháng cự lại mãnh lực nhiếp hồn của tràng cười ma mị này, Tống Kim Điêu rốt cuộc phải vận lực bảo vệ ngưng thần, chàng quát lớn: Tôn giá không phải là Hoàng Lãnh Thông, chắc chắn không phải là Hoàng Lãnh Thông. Mọi người ở trong đương diện, tất cả phòng lão cái, không làm sao hiểu được nguyên nhân khiến cho Tống Kim Điêu phải quát lớn đến như vậy. Họ chỉ tưởng rằng do chàng phát hiện được nhân vật che kính chân diện kia không phải là Hoàng Lãnh Thông, nên chàng mới lấy làm mừng vì xóa tan được sự nghi ngờ mà quát lên như vậy. Họ đâu có ngờ rằng Tống Kim Điêu đang mượn tiếng quát để đánh tan âm hưởng của tràng cười đầy ma lực kia, vẫn còn làm cho tâm trí của chàng bấn loạn. Họ chỉ hiểu khi nghe nhân vật nọ lên tiếng: Tiểu tử, ngươi khá lắm, đến Bạch Cốt Tiếu Âm Công của bản nhân mà ngươi cũng chống lại được. Mọi người còn đang hoang mang khi nghe đến năm chữ Bạch Cốt Tiếu Âm Công do nhân vật nọ thổ lộ. Nhưng lúc đó nhân vật nọ chợt bảo chàng: Tiểu tử hãy nghe đây, bản nhân sẽ ban cho ngươi con đường sống nếu ngươi chấp thuận đưa bản nhân đi tìm Hoàng Lãnh Thông. Chàng kinh ngạc nói: Tôn giá muốn tìm lão để làm gì? Nhân vật đó thản nhiên đáp lại: Thu hồi Bạch Cốt Chân Kinh. Thu hồi Bạch Cốt Chân Kinh là vật sở hữu của Tôn giá. Không sai. Thế nào tiểu tử, ngươi đáp ứng hay không? Nói đi. Kim Điêu càng lúc càng hoang mang. Nói như Tôn giá, không lẽ Tôn giá chính là Bạch Cốt Thần Quân? Vì nghi ngờ nên chàng mới hỏi. Ngược lại, không một chút nghi ngờ, bốn nhân vật ở phía sau chàng cùng kêu lên một tiếng với tiếng gầm náo loạn: Người đúng là Bạch Cốt Thần Quân ư? Hãy đỡ ma đầu, lão thần hôm nay nhất định phải báo thù cho vong phu. Hãy xem trượng của ta. Bạch Cốt Thần Quân, hãy đỡ kiếm để rửa hận cho nhị đệ và tiểu sư đệ của mình. Lão khất cái, ta liều mạng với ngươi, hãy đỡ. Họ lũ lượt lướt qua người của Tống Kim Điêu và dẫn tận lực bình sinh tấn công vào nhân vật nọ. Thoạt trong qua thân thủ của họ, Tống Kim Điêu áy náy lo ngại thầm. Phong Tiền Bối và Trương Tiền Bối thì chỉ có 5 phần chân lực, trong khi Tạ Phu Nhân và Đào Hoa Nữ do không dùng dược thảo để giải độc nên thân thủ chẳng khác nào hạng thường dân không có võ công. Ta có nên tiếp tay với họ không? Chàng còn đang nghĩ ngợi và dụ dữ bất quyết, nhân vật nọ chợt lên tiếng làm cho chàng phải ngạc nhiên. Nói sao, hóa ra bốn người các ngươi đều là thù nhân của Bạch Cốt Thần Quân. Cái chết của Bạch Cốt Thần Quân bọn ngươi đều giữ phận. Nếu biết trước điều này, lần ra tay hôm nay bản nhân đâu có dễ dàng buông tha cho bọn ngươi. Công năm đầu ngón tay thành hình một chiêu trảo, nhân vật nọ khàn khàn gào lên như tiếng ngạ quỷ đòi mạng. Vì Bạch Cốt Thần Quân bọn người phải chết.